Lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 26 thường niên, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020. Chị em, hôm nay ngày 2 tháng 10, giáo hội kính nhớ các thiên thần bản mệnh, hay còn gọi là thiên thần hộ thủ. Nhớ hồi dạo cuốn Bùa Đồng Ấu, ngay từ lớp 6, ngay từ hồi 6 tuổi, 5-6 tuổi chúng tôi học. Mỗi người có một thiên thần giữ mình, gọi là thiên thần bản mệnh. Hỏi thiên thần làm gì cho chúng ta, thưa thiên thần gì đó. Rồi hỏi thiên thần là loài nào, thưa thiên thần là loài thiêng liêng Chúa đã dựng nên để chủ trực phụng sự người. Chúng ta mỗi ngày có một thiên thần bản mệnh để luôn luôn ở bên ta, canh giữ, nâng đỡ, bảo vệ, che chở ta khỏi mọi sự dữ. Vì ma quỷ là thần dữ cũng đầy dẫy ở trên trần gian này. Chúa cho phép sự dữ, thần dữ được lộng hành để thử luyện con người ta, để cám dỗ lòng tín thác của người ta. Nhưng lòng thương xót của Chúa cũng lại ban cho mỗi người có một thiên thần để hộ thủ, để che chở, gìn giữ mình. Cho nên anh chị và các bạn, những khi gặp khó khăn thử thách, hãy nhớ rằng mình không cô độc một mình, không cô đơn, nhưng có một thiên thần đang ở bên ta. Và hãy năng cầu nguyện với thiên thần bản mệnh, nhất là khi mình gặp cám dỗ, khi gặp thử thách, khi gặp khó khăn cho cuộc sống của mình. Tôi thấy đúng là Thiên Chúa thật, tính toán từng ly, từng tí, chăm sóc cho con người, không để sơ sót bất cứ cái gì. Có điều con người không nhận ra lòng thương xót của Chúa. Có khi có những người bây giờ mới biết rằng mình có thiên thần bản mệnh ấy chứ. Có khi chưa hề nghe nói tới thiên thần bản mệnh bao giờ. Có đúng không? Như sư ông gì ông gật đầu rồi kìa. Thì anh chị em mình thấy lòng thương xót của Chúa. Cứ càng suy gẫm về những chi tiết rất là nhỏ, mình thấy rằng Chúa lòng thương xót quá sức là tuyệt vời. Rồi hôm nay lại là ngày thứ sáu đầu tháng. Mỗi ngày thứ sáu, đặc biệt là thứ sáu đầu tháng, ta nhớ đến lòng Chúa thương xót. 3 giờ chiều, trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào, để tha thứ, rửa sạch và thánh hóa tất cả chúng ta. Đặc biệt là mình cầu nguyện cho những tội nhân. Chúa nói lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Chúa nói với Faustina, khi mà khải về lòng thương xót của Chúa, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là cầu nguyện cho những tội nhân để họ được ơn hoán cải. Vì ma quỷ nó luôn cám dỗ những tội nhân đó là không có lòng thương xót đâu. Thua rồi, chỉ có sự công bằng và sự trừng phạt thôi. Mày quay về làm cái gì? Chúa có tha cho mày đâu mà mày quay về. Hỡi những anh chị em nào đang đắm chìm trong vũng tội, hãy mau thức tỉnh quay trở về đi. Đừng nghe lời cám dỗ của con rắn như đã cám dỗ Adam Eva. Cám dỗ của ma quỷ đang ngăn cản chúng ta đến với bí tích hòa giải. Thôi, khó lắm, xưng tội làm cái gì? Xưng rồi cũng phạm nữa thôi. Thôi vậy thì đừng ăn nữa. Ăn làm cái gì, mai cũng đói thôi. Được không? Thưa anh chị em, mình nói với ma quỷ nó như thế. Vì thế mà anh chị em mượn chuỗi kinh lòng thương xót Chúa mỗi 3 giờ chiều, chúng ta tha thiết, nhất là trong ngày thứ sáu, là cầu nguyện cho những tội nhân, nhất là những người cờ bạc
rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê sắc dục, đam mê vật chất, đam mê quyền lực, đam mê danh vọng mà không mê lòng thương xót của Chúa. Có khi có thiên thần bản mệnh mà mình không biết cầu nguyện với Ngài, thì hôm nay anh chị em nhớ nha, tha thiết cầu nguyện với thiên thần bản mệnh những khi mình gặp khó khăn, mình thử thách. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa của ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 26 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn là sách Gióp chương 38 câu 1, câu 12 đến câu 21 và chương 40 câu 3 đến câu 5. Bài trích sách Gióp: bấy giờ giữa cơn bó táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp như sau: trong cả đời ngươi đã có lần nào ngươi đã từng ra lệnh cho buổi sáng, chỉ định vị trí cho hừng đông, để hừng đông nắm chắc 10 phương đất, rũ cho sạch hết bọn gian tà. Bây giờ đất thay màu đổi sắc, tựa màu đất sét dùng làm ấn niêm phong, và muôn loài xuất hiện tựa tấm áo lộng lẫy huy hoàng. Nhưng ác nhân thấy mình mất đi ánh sáng, cánh tay từng tung hoành nay bị bẻ gãy. Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ti? Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào? Nếu ngươi biết hết mọi điều đó thì cứ nói đi. Con đường nào dẫn đến nơi ở của ánh sáng? Đâu là nơi bóng tối cư ngụ để ngươi đưa nó đến miền nó ở và nhận ra đường về nhà nó? Điều này hẳn ngươi biết rõ, vì khi ấy ngươi đã chào đời và đời ngươi đã qua bao năm tháng. Ông Gióp thưa lại Đức Chúa: vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời Ngài? Con sẽ đưa tay lên che miệng. Đã nói một lần, con không lặp lại nữa. Con nói lần thứ hai cũng chẳng thêm được gì. Đó là lời Chúa. Mình xem lặp lại câu đáp: lạy Chúa, xin dẫn con theo trinh lộ ngàn đời. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tướng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Đi mãi đâu cho thoát thần chi Ngài, lần nơi nào cho khuất được thanh nhan. Con co lên trời, Chúa đang ngự đo, nằm dưới âm ti vẫn gặp thay Ngài. Lạy Chúa, xin dẫn con theo trinh lộ ngàn đời. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở chân trời góc biên phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, canh tay hùng mạnh giữ lấy con. Tạng phù con trinh Ngài đã câu tạo, diệt tâm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Lạy Chúa, xin dẫn con theo trinh lộ ngàn đời. Hallelujah, hallelujah. Ngày hôm nay anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Hallelujah. Mình sẽ mở tin mừng Thánh Luca chương 10 câu 13 đến câu 16. Luca 10, 13 đến 16. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói: khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bét-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyre và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế trong cuộc phán xét, Tyre và Sidon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, tin tức giáo hội cho chúng ta thấy một vài điểm đáng lưu ý là chiều ngày 23 tháng 9 năm 2020, một bình thánh tích bằng vàng chứa đựng máu của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai được kính trong một nhà nguyện ở nhà thờ chính tòa Spoleto, miền Trung nước Ý đã bị lấy mất. Ngày 24 tháng 9, trong một video clip, Đức cha Renato Boccardo, giám mục giáo phận Spoleto, cho biết ngài đau buồn khi hay tin về vụ trộm. Ngài yêu cầu thủ phạm trả lại thánh tích cho nhà thờ. Ngài nói rằng trộm thánh tích là một hành động nghiêm trọng bởi vì nó làm tổn thương tình cảm và lòng sành sùng kính của nhiều người. Những người đến trước thánh tích của thánh nhân để cầu xin ngài cầu bầu cho họ. Đức giám mục giáo phận Spoleto cũng khuyến khích những người sùng kính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tiếp tục tín thác nơi ngài, đấng truyền cầu quyền năng trước mặt Chúa. Thánh tích này được Đức Tổng giám mục giáo phận Krakow tặng cho Tổng giáo phận Spoleto Noxia vào năm 2016. Giáo phận đang dự định vào ngày 22 tháng 10 năm 2020 sẽ đưa thánh tích Thánh Gioan Phaolô II đến một nhà thờ mới để tôn kính ngài, nhưng chưa kịp đưa đi thì đã bị lấy cắp mất. Tin thứ hai, trước vụ trộm này, sáng sớm ngày 22 tháng 9 năm 2020, nhà thờ Thánh Agatha ở Sicilia, ngôi nhà thờ có từ thế kỷ thứ 17, đã bị đột nhập và cướp. Các tượng ảnh bị hư hại và nhà tạm bị mở ra và mình thánh bị ném xuống đất. Cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông và đang tìm kiếm một người đàn ông và một phụ nữ khác có liên quan đến vụ cướp này. Cảnh sát đã chặn bắt hai người dân địa phương 20 và 25 tuổi khi họ ra khỏi nhà thờ vào khoảng 2 giờ sáng ngày 22 tháng 9. Theo nguồn tin địa phương, cảnh sát tin rằng hai người đàn ông đã đột nhập vào nhà thờ thông qua một thư viện và trường âm nhạc liền kề. Trong khi khám xét những người này, cảnh sát tìm thấy một chiếc châm vàng, một hộp đựng mình thánh Chúa, một chai dầu thánh và những đồng xu từ các máy bán hàng tự động của thư viện. Bên trong nhà thờ, những chân nến trên bàn thờ được tìm thấy, được giấu ở sau một cánh cửa và khung kính bao quanh tượng Đức Mẹ bị vỡ vụn và cánh tay của tượng bị gãy nát. Đây là lần thứ hai nhà thờ Thánh Agatha bị đột nhập kể từ tháng 8. Ngày 23 tháng 8, nhà thờ bị đột nhập. Những kẻ trộm làm hư hỏng mọi thứ trong nhà thờ, nhưng họ không đụng đến nhà tạm thánh thể. Đấy là hai nguồn tin mà chúng ta nghe cũng thấy đau lòng. Bên cạnh đó, rất nhiều nhà thờ ở bên Trung Quốc cũng như là ở Mỹ và nhiều nơi khác cũng bị những kẻ giữ, những kẻ xấu tấn công, đốt phá, đập tượng và xúc phạm đến thánh thể. Bên Mỹ, các đức giám mục đã lên tiếng rất là nhiều. Những người lợi dụng chính trị để gây xáo trộn, để ảnh hưởng đến đời sống dân, nhưng mà lại lạm dụng tôn giáo để lấy ảnh hưởng chính trị. Cho nên Chúa của chúng ta đang bị xúc phạm nặng nề. Việc mà lấy cắp thánh tích, việc mà ném mình thánh chà đạp xuống dưới đất, đó là sự phạm thánh, xúc phạm nặng nề. Chúa nhiều lòng thương xót, ta thấy rõ trong những trường hợp như thế này. Bây giờ anh chị em là một người khỏe mạnh, có võ trang đầy đủ. Bây giờ có một đứa nó đến nó nhổ nước miếng vào mặt anh có cho nó biết thế nào là lễ độ không? Có không? Có không? Chắc chắn thôi. Ít nhất là mình cũng phải cho nó hiểu biết rằng nó làm cái điều đó sai. Mà nếu mình không kiềm được cơn nóng là cho mày răng với lại môi với lại lưỡi với lại miệng không còn biết cái nào và cái nào nữa là khác ấy chứ. Thưa anh chị em, một Thiên Chúa đầy quyền năng,
Mà Thiên Chúa có thể làm bất cứ cái gì con người không thể, thì đối với Chúa mọi sự đều có thể. Ấy vậy mà một Thiên Chúa quyền năng ấy lại là đấng thinh lặng, vì Ngài là đấng giàu lòng thương xót. Chứ còn gặp tôi đứa nào mà nó bảo nó sờ vào một cái cho nó đứng yên tại chỗ như vậy, để cảnh sát đến bắt tại trận cho nó biết, đúng không? Mà Chúa không làm, Chúa cứ để người ta tự do xúc phạm đến tình yêu. Vì tình yêu là tự do, không có tự do thì không có tình yêu. Mà Chúa là tình yêu cho nên Chúa cho con người cái tự do. Mà con người đón nhận tự do ấy mà không đón nhận thực sự, nhưng mà lại lạm dụng tình yêu của Thiên Chúa, lấy danh nghĩa là tự do để mà xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa, mà Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ, thinh lặng không nói câu nào, để cho họ có cơ hội mà quay trở về. Nhiều nhà thờ đã bị xúc phạm như thế. Mình Thánh Chúa bị xúc phạm, và đừng quên rằng thân thể của Chúa cũng bị xúc phạm khi mình xúc phạm đến anh chị em mình. Chúng ta coi việc người ta ăn cắp thánh tích, người ta đốt phá nhà thờ là xúc phạm nặng nề đến Chúa. Khi người ta đổ mình thánh xuống là xúc phạm nặng nề đến thân thể Chúa, thánh thể Chúa. Nhưng mà một đức giám mục khi mà Ngài được mời gọi đến nhà thờ đã bị, cũng bị đánh cắp mất mình thánh Chúa, chén thánh, và nó đổ mình thánh Chúa ra, thì Ngài nói rằng là chúng ta phải đền tội, dâng thánh lễ đền tội vì sự xúc phạm thánh đấy là rất đúng. Nhưng mà hàng ngày có biết bao nhiêu là thân thể Chúa bị xúc phạm mà chẳng thấy ai xúc động gì cả. Khi mình xúc phạm đến những người nghèo khổ, khi những người thấp cổ bé miệng bị tổn thương, bị chà đạp, bị đối xử bất công, đấy là thân thể của Chúa bị xúc phạm mà có ai cảm thấy thổn thức đâu, có ai cảm thấy đau buồn đâu, có ai lên tiếng gì đâu. Mình Thánh Chúa bị đổ thì mình cảm thấy sự xúc phạm lớn, mà hàng ngày biết bao nhiêu thánh thể Chúa bị xúc phạm nặng nề hơn thế nữa mà mình chẳng quan tâm, chẳng bận tâm gì. Thưa anh chị em, những tông đồ của lòng Chúa thương xót ngày hôm nay phải cảm thấy là Chúa lòng thương xót lớn lao như thế nào khi mà con người xúc phạm đến Chúa nặng nề như vậy mà Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Ấy vậy mà Job cũng như là những người bạn chất vấn Chúa về những cái chuyện đó, chất vấn Chúa vì tại sao mà con làm tốt mà lại bị như thế, con làm đàng hoàng mà lại bị như vậy. Chúa nói hôm nay Chúa trả lời, Chúa đối thoại với Job. Tôi thấy một Thiên Chúa giàu lòng thương xót là cho phép con người được nói chuyện, đối thoại và tranh luận với Chúa, cho phép. Gặp ông bố một thằng con mà nó cãi, anh làm gì? Tán cho hai cái bợp tai, ngồi im đi không? Cãi láo liếu, áo màu đỏ mặc qua khỏi đầu à. Trứng mà còn khôn hơn rận à. Đúng không ạ? Mà Thiên Chúa có vặn cổ đứa nào chưa? Chưa. Vẫn để cho họ tranh hôn, tranh thua với Chúa. Nhưng mà Chúa trả lời họ, Chúa cho họ thấy được cái giới hạn của con người. Nào, có hiểu biết được biết bao nhiêu cái điều kỳ diệu vĩ đại trên thế giới này không? Đã đi xuống tận dưới lòng biển chưa? Đã đi vào tới cửa vực sâu chưa? Âm phủ chưa? Đã lên tới được tận trời cao để thấy được ở trên đó như thế nào chưa? Và một cái điều đó là họ, những nhà bác học thực sự chân chính, họ càng nghiên cứu, càng học hỏi, càng thấy được cái điều kỳ diệu của vũ trụ thế giới bao la này bao nhiêu, thì họ lại càng tin rằng có một bàn tay của đấng tạo hóa. Còn những người lơ lơ lửng lửng cũng lên mặt trăng. Mà những phi hành gia của Mỹ lên mặt trăng thì điều đầu tiên là quỳ xuống mà ngợi khen Thượng Đế vì cái điều kỳ diệu, vĩ đại, vô cùng của Ngài. Mới lên mặt trăng mà nhìn xuống, mình thấy cái vũ trụ nó mênh mông này. Mình ở dưới đất này tưởng rằng trái đất nó là trung tâm, là cái rốn của thế giới, phải không? Ngày xưa đến giờ là cứ tưởng rằng trái đất là trung tâm, còn mặt trời và mọi thứ đều quay chung quanh trái đất. Mà có bây giờ mới thấy rằng rõ ràng là
trái đất quay chung quanh mặt trời, rồi cái mặt trăng nó quay chung quanh trái đất. Thái dương hệ này đã như vậy rồi, còn thái dương hệ này nằm trong cả một cái hệ thống vũ trụ tinh vi vô cùng mà trí khôn con người không thể nào suy hiểu thấu được. Chúa nói với Job, con có hiểu được chưa? Cái đó con có hiểu được chưa mà con đòi tranh luận với ta? Có ngon thì con cắt nghĩa chúng ta mấy cái đó đi. Thì cái ông mà phi hành gia Mỹ hữu thần lên thì thờ lại Thiên Chúa. Còn mấy ông phi hành gia người Nga hồi đó lên vô thần nói rằng tôi lên đến đây rồi mà vẫn chưa thấy Thiên Chúa đâu cả. Tại vì người ta cứ nói rằng Chúa ở trên cao. Mà chúng ta ngay từ bé cũng quan niệm rằng ở trên cao đó là Thiên Chúa. Còn ở dưới đất sâu này là dưới hỏa ngục là ma quỷ. Đâu có phải như vậy. Cho nên là sơ thiển cận quá mà kiêu ngạo quá lên đó, hãnh diện ta đã lên tới mặt trăng rồi mà chẳng thấy Thiên Chúa đâu cả. Người ta bảo là ráng lên tí nữa đi, còn nhiều lắm mà, mới còn tầng mà, còn nhiều tầng lắm, lên thử có không? Mà có lên được đâu. Cho tới bây giờ vẫn chỉ mới có đặt chân được lên tới mặt trăng thôi. Hỏa tinh kia đã đụng được đâu nào, còn biết bao nhiêu nữa. Thế nên Chúa nói rằng này, con có thấy được chuyện đó hay không? Cho nên những người mà học hỏi đến nơi đến chốn thì họ càng khiêm tốn. Thực sự chân chính thì khiêm tốn vô cùng. Như là Socrates, nhà bác học, nhà triết học, hay là biết bao nhiêu người khác, chỉ nói rằng là có một điều tôi biết chắc chắn, đó là tôi không biết gì cả. Còn những người mà học dở dở ương ương, hay ta đây, ta nói là dốt thì hay nói chữ là vậy. Đúng không ạ? Cái người mà biết thực sự về vi tính, ít khi nó nói. Còn những người mà biết dở dở anh Giang, cái gì cũng khoe. Ta đi biết, mà có biết đến nơi đến chốn đâu. Rồi làm ít thì cứ khoe nhiều. Rồi đọc sách thì được đọc vài cuốn sách này, cuốn này, cuốn kia. Cứ như thử là mình là bồ sách trong thiên hạ. Giống như Cao Bá Quát nói rằng trong thế gian này có 4 bồ sách thì tôi chiếm 2 bồ. Rồi 1 bồ rồi phân phối cho cả nhân loại. Kiêu ngạo. Thế thì chúng ta thấy rằng là mình khiêm tốn mà nhìn nhận rằng lạy Chúa, xin thương xót con. Vì con chỉ là hạt bụi, con là hạt cát, con là không đáng gì trước mặt Chúa. Mà Chúa đã dựng nên con như vậy, Chúa đã tạo nên con như vậy, Chúa đã cho con làm người, cho con làm con Chúa như vậy thì con hạnh phúc lắm rồi. Những cái gì con không hiểu được, vì con là loài được Chúa dựng nên mà. Đứa bé, ngay từ xưa, cứ hỏi mẹ ơi, con được sinh ra ở đâu? Sao nó biết được? Nó được sinh ra như thế nào? Thì mình là loài mà được Thiên Chúa dựng nên mà. Làm sao mình tranh hơn tranh thua với lại đấng dựng nên mình được? Sao mà đứa bé mà nó lại tranh hơn tranh thua cãi với bố mẹ là tại sao? Cái cao ngạo của con người là nghĩ rằng mình biết hết mọi sự. Cho nên là cái gì cũng xen vào. Có những người lĩnh vực nào cũng xen vào. Cứ như thử là mình là cái túi khôn của thiên hạ, của thế giới. Lĩnh vực nào cũng xen vào mà chẳng biết gì đến nơi đến chốn cả. Mà những người không biết đến nơi đến chốn thì lại thích nói. Còn những người mà biết rồi thì chỉ có thinh lặng thôi. Vì thấy rằng là mình chưa biết bao nhiêu đâu. Vì thế là còn biết bao nhiêu điều mình cần biết nữa, thưa anh chị em. Cho nên cuối cùng Job nói rằng vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói gì để trả lời Ngài được. Con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói gì để trả lời Ngài được. Con sẽ đưa tay che miệng, đã nói một lần con không lặp lại nữa. Con nói lần thứ hai con cũng chẳng thêm được gì nữa. Thôi, biết rồi. Vậy Chúa xin thương xót con. Đừng có tranh luận, đừng có lý luận. Cảm nhận, lòng thương xót Chúa không phải là tranh luận. Lòng thương xót Chúa không phải là lý luận. Lòng thương xót Chúa không phải là tranh coi đúng sai hơn thiệt thế này thế khác. Nhưng mà là cảm nhận, dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót để cảm nhận Chúa thương xót mình. Chứ không có đứng ở trên mà lý luận, mà tranh luận, mà tranh hơn tranh thua đúng sai thế này thế khác. Làm sao mình
biết được lòng Chúa thương xót như thế nào. Chúa nói với Faustina rằng là cho dẫu tất cả những sách ở trên trần gian này cũng không nói hết, diễn tả hết được lòng thương xót của ta đâu. Cho nên Chúa mặc khải lòng Chúa thương xót cho một cái cô nữ tu học tới lớp 3, nhà quê, nghèo khổ, trình độ không bao nhiêu, vậy mà mặc khải cho cái con người bé anh mọn đấy viết nên cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, là một pho sách con người bình thường, một người nữ tu mà học lớp 3 không thể nào viết được cái điều đó. Trong khi đó có bao nhiêu là học giả, bao nhiêu là người trí thức, bao nhiêu là người học vị, Chúa lại không tỏ cho những người đó. Mà những người đó thì ỷ vào cái sự hiểu biết của mình mới xăm soi về lòng Chúa thương xót, phân tích rồi luận lý rồi luận giải đủ thứ này thứ này thứ khác. Cuối cùng có mỗi một cái điều cần thiết nhất, quan trọng nhất là anh có cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào hay không. Thì không hề. Nhìn những người nhà quê đi, chuyến công tác bác ái, nhìn họ trước khi được đi phát quà, cha sở nói con cho họ lần chuỗi lòng thương xót rồi. Nhìn họ, những người nhà quê cầm tay run run, tay thì chai sần, mặt mũi thì khắc khổ, hom ha hom hem, đen đủi. Nhưng mà vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Nghe những tiếng họ đọc, dễ thương vô cùng, sốt sắng vô cùng. Và tôi gặp 50% những người đến gặp ở trung tâm mục vụ là những người ngoại đạo. Những người ngoại đạo, thưa cha, con 10 năm nay con vẫn nghe giảng, con vẫn lần chuỗi lòng Chúa thương xót mỗi 3 giờ chiều. Mặc dù con là người không có đạo, chưa rửa tội, đọc kinh, nói về lòng Chúa thương xót, cảm nhận lòng Chúa thương xót tuyệt vời hơn cả những người đạo gốc nữa. Tuyệt vời hơn cả những người đạo gốc nữa. Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng mới nói rằng là khốn cho người hỡi Khô-ra-din, khốn cho người hỡi Bét-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Ngươi đã được thấy được những phép lạ, thấy được những quyền năng lòng thương xót Chúa tỏ qua những điềm thiêng dấu lạ, vậy mà ngươi vẫn không chịu sám hối. Thành Tia Sidon nó không được hưởng cái gì. Những người đã được nghe nói về lòng Chúa thương xót, những người đã được thấy những chứng nhân lòng Chúa thương xót, những người đã được nghe, được thấy những cái điều kỳ diệu quyền năng của lòng Chúa thương xót như vậy rồi, nhãn tiền tỏ tường rồi, mà vẫn không chịu mở lòng ra mà đón nhận lấy lòng Chúa thương xót, vẫn không chịu chấp nhận rằng lòng Chúa thương xót đang phủ chung trên cuộc đời của mình và phủ chung trên toàn thế giới này, thì những người đó trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Những cái người mà họ chưa được biết đến lòng Chúa thương xót, họ được xử khoan hồng hơn những người biết đến lòng Chúa thương xót mà không đón nhận, không tin tưởng và không tín thác vào lòng Chúa thương xót, mà cứ lý luận tranh hơn tranh thua với nhau. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-pha-num, ngươi tưởng ngươi được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ca-pha-num là nơi cũng chứng kiến được biết bao nhiêu những dấu lạ điềm thiêng Chúa làm, mà không đón nhận, không tin, thì mà lại còn hãnh diện kiêu ngạo nữa. Những người học hỏi nghiên cứu thế này thế khác, tưởng rằng mình biết được lòng Chúa thương xót mà không đón nhận thực sự, đón nhận thực sự là loan truyền làm chứng cho mọi người, thì người sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Và khi ta đi loan báo tin mừng, Chúa sai đi như con chiên giữa sói rừng, như bài tin mừng ngày hôm qua, hãy cứ đi như bài ngày hôm trước nữa, đó là để người chết chôn người chết, cầm cày rồi không ngoái lại đằng sau. Ta cứ đi như vậy, loan báo như vậy, thì ai nghe anh em là nghe thầy, ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Cho nên đâu phải họ khước từ mình, đâu phải họ loại trừ mình, mà họ đang khước từ Chúa, loại trừ chính Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con.
Vì rất nhiều lần chúng con đã được chứng kiến quyền năng lòng thương xót Chúa mà chúng con vẫn không tin. Chúng con vẫn cứng tin. Chúng con vẫn thờ ơ với lòng Chúa thương xót. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Amen. Trải qua muôn ngàn khổ đau, mẹ luôn là mẹ.